và ngày đã tan tình yêu nồng thắm chân tình để hai ta mãi mãi chung tình. Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Tuổi Trẻ và Văn Đàn Xã Hội của đài Radio AM 900 tại Houston. Chúng tôi rất vui được trở lại chương trình buổi chiều hôm nay với Mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh và tôi là Mục sư Nguyễn Hiền. Mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh có trên đường dây không? Xin kính mời Mục sư Linh lên tiếng. Dạ, thưa kính chào Mục sư Hiền và kính chào quý thính giả thân thương. Merry Christmas! Thưa Mục sư và quý khán giả, kính chúc quý vị trong những ngày chuẩn bị cho lễ Giáng sinh sắp tới được mọi sự vui vẻ, phước hạnh. Chúng ta sẵn sàng đón nhận món quà của Thiên Chúa ban cho loài người của chúng ta, đó là chính Chúa Giêsu. Xin Chúa cho chúng ta được vui vẻ, thỏa lòng và cũng như vui mừng trong niềm tin trong món quà mà Thiên Chúa ban cho. Dạ, tôi cũng xin kính chúc quý vị thính giả một mùa Giáng sinh được tràn đầy ân phúc của Chúa. Đặc biệt là quý vị có thể gặp được Chúa Giáng sinh để đời sống của mình được phước hạnh. Và cũng kính chúc Mục sư Linh. Buổi chiều hôm nay thì chúng ta cũng sắp đến lễ Giáng sinh rồi. Còn khoảng một tuần lễ nữa thì chúng ta đúng vào ngày lễ Giáng sinh. Và nhân dịp lễ Giáng sinh này thì chúng tôi suy nghĩ rất nhiều đến cái cuộc đời rất là ý nghĩa của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã bước vào trần gian, hay có thể nói là ngày Giáng sinh, ngày Giáng thế, ngày Giáng trần, ngài đến với trần gian với một cái sứ mạng cao cả, và cuộc đời của ngài đã thay đổi cả lịch sử nhân loại. Ngài đã trở thành trung tâm của lịch sử. Ngày hôm nay niên lịch mà chúng ta dùng đó là niên lịch của Chúa Giêsu, năm 2023, đó là năm mà cách đây 2023 năm thì Chúa đã giáng sinh ở tại xứ Do Thái, và ngài đã sống 33 năm ở trên đất. Cuộc đời cũng không phải là dài, gần như là nếu nói như bây giờ thì quý vị thấy chẳng qua là Chúa Giêsu chỉ có khoảng 1/3 cái số tuổi trung bình mà nhiều người sống. Thế nhưng cuộc đời của Chúa Giêsu đã để lại không biết bao nhiêu những cái điều mà chẳng những ngay trong cái thời của Chúa Giêsu nhưng mà mãi cho đến bây giờ, và càng ngày thì cái ảnh hưởng của Chúa nó càng lan rộng. Và chúng ta cũng sắp bước vào lễ Giáng sinh năm 2023. Chẳng hạn như với Việt Nam chúng ta thì trước đây lễ Giáng sinh cũng dường như cũng chỉ là dành cho một số những người theo Công giáo hoặc là Tin Lành. Nhưng mà ngày hôm nay thì cả dân tộc Việt Nam của chúng ta, hầu như những người mà không có theo Chúa đi nữa thì họ cũng coi cái ngày lễ Giáng sinh rất là quan trọng. Và như vậy thì quý vị thấy đó, cái ảnh hưởng của một cuộc đời nó đã để lại cho chúng ta không biết bao nhiêu những điều, ngoài những cái chuyện mà có thể nói rằng tốt đẹp về cuộc sống hiện tại, thì cái giá trị tâm linh, cái sự cứu rỗi mà Chúa đem đến cho mỗi chúng ta. Vì vậy cho nên chúng tôi buổi chiều hôm nay thì cũng muốn nói với quý vị, tôi và Mục sư Linh sẽ cùng trao đổi với nhau về một cái cuộc đời có ý nghĩa, và mình cũng sống thế nào để cuộc đời của mình thật sự có ý nghĩa ở trên trần gian này. Đó là cái trọng tâm mà buổi chiều hôm nay chúng tôi sẽ cùng trao đổi với nhau. Bởi vì sẽ có rất nhiều người mà khi họ bước vào cuộc đời thì thưa với quý vị, sự hiện diện của họ rồi cái sự ra đi của họ thì chẳng qua giống như là một sự vắng bóng thôi, chứ nó không phải là một sự mất mát. Có thể người ta không có tiếc nuối gì những cái cuộc đời đó hết, và thậm chí đôi khi là người ta có một số trường hợp mà loại bỏ cái cuộc sống của những con người đó ở trên trần gian này thì cũng là một cái điều tốt lành nữa. Và có một số cuộc đời thì không có ý nghĩa gì cả. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng cũng có rất nhiều cuộc đời mà làm cho người ta nuối tiếc, người ta ghi nhớ, người ta cảm thấy đó là một sự trống vắng, và cái lỗ hổng mà cái người đó đi để lại thì quả hẳn là nó quá lớn.
Thế thì buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về điều này, và thế nào là một cuộc đời có ý nghĩa, và làm cách nào đây để mình sống một cuộc sống có ý nghĩa. Chúng tôi mong rằng trong cái dịp lễ Giáng sinh và thông qua câu chuyện Giáng sinh của Chúa Giêsu, thì Mục sư Linh cũng chia sẻ thế nào là một cuộc đời có ý nghĩa. Và chúng ta đương sống ở đây thì ngày hôm nay chúng ta có thể có một cuộc đời có ý nghĩa không, hay là chẳng qua chúng ta cũng chỉ bước vào cuộc đời và số phận gọi là đưa đẩy chúng ta, gió chiều nào thì chúng ta theo chiều ấy, và như một có cái gì đó đã định sẵn rồi, và chúng ta không thể nào có một cuộc sống mà vươn lên hoặc là sống để mà để lại những cái ý nghĩa rất là thích đáng. Thì xin kính mời Mục sư Linh. Mục sư Linh có đó không? Alo? Dạ, Mục sư Linh đây. Dạ, dạ. Chào Mục sư. Dạ. Dạ. Dạ, thưa Mục sư, đối với chúng ta thì cái sự kiện có thể nói là quan trọng nhất trong cuộc đời của cả nhân loại đó, là chúng ta phải nhận biết rằng đó, Chúa Giêsu chính là món quà ân điển hay là ân sủng đến từ trời, đến từ Thiên Chúa, tức là một món quà có thể nói là cao quý nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho loài người của chúng ta. Yeah. Tôi nhớ ngày xưa khi còn nhỏ đó, thì có nghe một cái câu chuyện về một cái người đó, coi như là gia đình tối đó đi nhà thờ, đi lễ, đi nhà thờ, và mời ông đi đến nhà thờ như thế nào đó, thì ông cũng không chịu, ông cũng không có hiểu được là tại sao phải dự lễ Giáng sinh rồi phải chào đón hay là làm sao mà có được cái việc mà Thiên Chúa vào đời như vậy được, ông không tin. Nhưng mà trong khi ở nhà như vậy đó, thì bên ngoài trời đổ tuyết, và rồi thì lần ông nghe những cái tiếng động bên ngoài cửa sổ, thì thấy có một cái con chim nó bay va vào cái cửa, giống như là đi tìm cái chỗ ấm để mà trú cái cơn tuyết đang đổ xuống. Và rồi trong cái sự nỗ lực cố gắng của ông đó, ông làm đủ mọi cách, và vừa ấy rải thức ăn dọc đường để dẫn cái con chim nó bay vào trong cái barn, tức là cái chỗ mà ông để cỏ rồi có ấm áp ở trong đó. Thì ông cố gắng làm đó, thì càng làm như vậy thì cái con chim nó sợ hãi nào nó bay nó ấy nó không có dám đến gần. Và rồi lúc đó ông mới hiểu được cái bài học quý giá đó, là Thiên Chúa quá lớn, quá vĩ đại, Ngài quá tuyệt vời và Ngài rất là thánh khiết, và làm sao để đến được với con người tội lỗi ở trần gian này như chúng ta đó, thì chính Thiên Chúa phải vào đời, chính Chúa Giêsu phải vào đời để cho chúng ta có thể hiểu được cái tình yêu của Thiên Chúa là cha của loài người chúng ta đó, là bao la, là vĩ đại như thế nào. Và rồi Chúa đã đến để cứu, Ngài sanh ra trong chuồng chiên máng cỏ, Ngài đến để làm một hài nhi bé nhỏ phải được cha mẹ chăm sóc, rồi nuôi dưỡng, rồi lớn lên, và rồi Chúa mới đi đây đi đó thi hành chức vụ trong 3 năm như vậy, đến khi Chúa chịu chết ở trên thập tự giá để đền tội cho loài người của chúng ta. Rồi sự kiện Chúa bị chôn trong mồ mả 3 ngày rồi sống lại, rồi Chúa ở thêm 40 ngày nữa rồi thăng thiên về trời. Và Kinh Thánh cũng nói là Chúa Giêsu sẽ trở lại thế gian này để đoán xét loài người của chúng ta. Và đó là sự kiện về lịch sử của Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy là bao nhiêu những lời tiên tri nói về con người đặc biệt này là Chúa Giêsu đó, thì đã được ứng nghiệm rồi. Chỉ còn lại một vài điều nữa nói về sự kiện Chúa Giêsu sẽ trở lại là vua trên muôn vua, là Chúa của các chúa, và Ngài sẽ đoán xét thế gian này một lần nữa. Chúa sẽ tiếp rước hội thánh của Ngài, những người tin Chúa đồng đi với Ngài. Thì chúng ta là những người tin Chúa đó, thì nghe và biết và tin như vậy, và có một cái mối liên hệ với Chúa, để rồi chúng ta cảm nhận được cái tình yêu của Thiên Chúa và sự tha thứ của Thiên Chúa cho đời sống mình. Thì đối với chính tôi đó, thì nó không còn là cái như cái thời còn nhỏ, là mình chỉ mong muốn đến nhà thờ để được lãnh quà Giáng sinh, được ăn mấy cục kẹo, mấy cái bánh mà trong mấy cái bọc nhỏ nhỏ được phát ra cho mấy em thiếu nhi nhi đồng ở trong ban hát diễn lễ chẳng hạn, hay là hát lễ, hay là được ngồi mở quà Giáng sinh.
Nhưng mà khi mà càng lớn càng hiểu được, thấy là trong cuộc sống rất là nhiều thăng trầm, và nhất là cuộc sống chúng ta đang sống ngày hôm nay rất là đen tối, thưa mục sư và quý khán giả. Và chỉ có Chúa Giêsu là đấng đem lại sự tha thứ, sự hy vọng, sự bình an cho con người thôi. Và con người cần đó, con người cần sự tha thứ, con người cần sự cứu rỗi, con người cần sự bình an cho tâm hồn của mình. Và con người cần có một đấng mà ở cùng để hiểu và thông cảm và dìu dắt chúng ta đi suốt cho đến khi mà tận thế luôn. Và đó là chính là Chúa Giêsu. Dạ, cảm ơn sư Linh. Như vậy thì thông qua cái việc mà chúng ta cùng suy niệm về cái sự giáng sinh của Chúa Giêsu, cuộc đời của Ngài đó, thì chúng ta rút ra được một số những cái nguyên tắc về cái cuộc đời ý nghĩa. Như một sư Linh trình bày, và tôi cũng xin nêu thêm một vài ý kiến ở đây đó, là cuộc đời ý nghĩa đó không có nghĩa là một cái cuộc đời mà trong cảnh giàu sang. Có nhiều người nghĩ rằng bây giờ mình, nếu mà mình nghèo thì mình không thể sống một cuộc sống ý nghĩa. Nhưng mà nếu quý vị nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu sinh ra như là một người nghèo, và có thể rằng cũng chưa có ai nghèo như Chúa, chưa có ai mà phải sinh ra trong cái chuồng chiên máng cỏ hết á. Nhưng mà Chúa Giêsu đã chọn lựa cái việc sinh ra ở trong cái hoàn cảnh hết sức là nghèo khổ đơn sơ. Điều đó để nói lên rằng cái cuộc sống, nếu chúng ta có một xuất phát là nghèo khổ thì cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ sống một cuộc sống không có ý nghĩa gì cả. Có rất nhiều người mặc cảm, và khi bước vào đời mà biết rằng mình là con của nhà nghèo, con của một gia đình nghèo, thì mình cứ buồn và mình cứ nghĩ rằng cuộc đời của mình từ đó là không có bao giờ có thể ngoi đầu lên hết. Mình sẽ mãi mãi chỉ là giống như người nói rằng giống như là ở dưới gốc rạ, có nghĩa là cuộc đời của mình nó quanh quẩn với những người nhà nông mà ở làm quanh quẩn với những cái gốc rạ như vậy. Thì cái suy nghĩ đó tôi nghĩ rằng nó không có đúng. Bởi vì thông qua cuộc đời Chúa Giêsu mình thấy là Ngài bước vào cuộc đời này, Ngài sinh ra trong cái cảnh nghèo nàn đơn sơ. Nhưng mà cái sự nghèo nàn và cái sự gọi là thậm chí là cái sự chống đối, sự bách hại, sự bạc đãi của con người, sự hững hờ của những chủ quán không có tiếp đón Chúa, sự độc ác và tìm cách để mà giết của vua Herod, hoặc là quý vị thấy đó là cả cái danh thành Jerusalem người ta cũng không quan tâm gì cả, vì cái việc mà Chúa sinh ra không phải là người ta tung hô hoặc là người ta đi đến, hoặc là bây giờ như có nhiều những người mà được sinh ra mà người ta có thể bắn bao nhiêu những cái quả đại bác để mà mừng, còn Chúa Giêsu thì dường như là không có gì cả, như một cái đêm yên lặng như vậy. Được Chúa Giêsu sinh ra trong chuồng chiên máng cỏ, rồi chỉ quấn ở trên một chiếc khăn mà thôi. Như vậy thì điều đó để nói lên, và cũng thông qua điều này để chúng ta biết rằng cái cuộc đời của tôi và quý vị, cái xuất phát của chúng ta hoặc cái hoàn cảnh của chúng ta thì nó không có phải là nó sẽ làm cho chúng ta là sống và không có ý nghĩa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trái lại nó là còn có ý nghĩa khi thông qua cuộc đời của Chúa Giêsu, quý vị thấy đó, là chính Chúa Giêsu đó, Ngài không có phải là sinh ra trong cái cung vàng điện ngọc, không có phải được được nhiều người tung hô hoặc là ăn mừng hoặc là sang trọng, không. Chúa Giêsu rất là nghèo, và đến nỗi Chúa nói rằng là con cáo nó còn có cái hang, chim trời nó còn có cái tổ, nhưng mà chính Chúa không có chỗ gối đầu. Đấy, và Chúa sống ở trong một cuộc sống mà chúng ta thấy rằng dường như là Ngài đến trần gian này, Ngài trở nên nghèo, như Thánh Kinh nói đó, Ngài vốn giàu có nhưng Ngài bằng lòng trở thành nghèo để mà có thể làm cho con người giàu có. Như vậy thì từ chỗ đó chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh nào đó, một cái bắt đầu, một cái phát xuất nào đó mà quý vị thấy dường như mà cho rằng gọi là không may mắn, mình sinh ra trong một cái gia đình nghèo, thì cũng đừng có buồn. Hoặc là thậm chí chúng ta bị người khác ruồng bỏ, hững hờ, bạc đãi, đối xử không ra chi. Chẳng hạn như trường hợp quý vị thấy Chúa Giêsu Ngài Giáng sinh thì rõ ràng là không có được sự nghe tiếp nào cả, mà cuối cùng Ngài phải sinh ra trong chuồng chiên máng cỏ. Kinh Thánh ghi lại rằng là nhà quán, tức là quán trọ, không còn có chỗ cho Ngài nữa. Và Herod thì lập mưu để mà giết Chúa, chứ còn thật sự ra là không có phải là gọi là tôn trọng gì cả. Và những người mà giỏi về kinh sách á, cũng vậy, họ chỉ nói như thế thôi chứ họ cũng không tin. Mà nếu họ tin rằng là Chúa thật sự mà sinh ra tại Bethlehem thì chắc chắn là họ đã đi tìm rồi, nhưng mà thật sự cũng không có ông thầy thông giáo nào, không có ông thầy Pharisee nào, ông thầy tế lễ nào mà đi tìm Chúa hết. Như vậy thì quý vị thấy rất là rõ là ở trong một hoàn cảnh mà có thể nói rằng là không thuận lợi, tuy nhiên Chúa đã biến cái sự không thuận lợi đó đã trở thành thuận lợi. Như vậy thì mình hiểu rằng cái cuộc đời ý nghĩa không phải là phải có những cái điều kiện gọi là thuận lợi tốt đẹp thì mới có ý nghĩa,
Nhưng mà vấn đề ở chỗ là chính cái năng lực, chính cái sứ mạng mà chúng ta sống đó, chúng ta bước vào cuộc đời, Chúa Giêsu bước vào cuộc đời thì có cái sứ mạng của Ngài. Đó là gì? Ngài đến để mà Ngài đem cái sự cứu rỗi, Ngài đến để mà phục vụ con người. Chứ không phải là Ngài đến để được phục vụ. Và quý vị thấy cả cuộc đời của Chúa Giêsu mặc dù rằng rất là ngắn, có 30 mấy năm, nhưng mà thật sự ra thì năm 30 tuổi thì Ngài mới bắt đầu trong cái việc mà đi ra để mà rao giảng. Thế thì chỉ có 3 năm thôi, và trong 3 năm đó thì quá ngắn để mà làm nên một cái chuyện gì cả. Thế nhưng mà có thể nói rằng là những điều mà Chúa Giêsu làm đã, nó không phải là nhiều trong cái thời điểm đó, mà bây giờ nó còn có ảnh hưởng rộng lớn cho đến mãi, cho đến bây giờ chúng ta thấy rằng cái sự ảnh hưởng không thể mô tả nổi được về những điều mà Chúa Giêsu đã ảnh hưởng trên con người. Cho nên chúng ta cũng vậy, trong cái cuộc sống của tôi và quý vị, chúng tôi nói điều này đó để quý vị, những người nào ở trong những cái hoàn cảnh thiệt thòi, hoặc là chúng ta bị khiếm khuyết, hoặc là chúng ta ở trong những cái sự gọi là đôi khi mà mình thấy rằng dường như cuộc đời không có đãi ngộ mình có nhiều cái điều bạc bẽo quá đó, thì đừng có buồn, bởi vì chính Chúa Giêsu cũng rất là bạc bẽo. Chúa Giêsu đến trần gian này cũng, Ngài cũng không có một cái điều gì mà có thể nói rằng hãnh diện như là Ngài là con của một vị vua nào đó, hoặc là Ngài ở trong cung điện, hoặc là Ngài có một cái gia đình mà có thể nói rằng giàu có, bề thế, gọi là ảnh hưởng tai mắt gì ở trong xã hội, thì bây giờ không có. Thì tất cả những cái mà dường như số không của Ngài đó, Ngài đã làm nên nhiều nhiều điều, thì đó nó mới là giá trị. Cho nên đừng có mong rằng chúng ta có nhiều người trong sao mà mình sinh ra được trong một gia đình giàu có, trong sao mà gọi là một ngày nào đó tự nhiên dưỡng dưng mình ngồi trên một cái ghế nào đó may mắn ha, hoặc là có nhiều người mong trúng số lắm, tức là một ngày nào đó mình không có làm gì cả mà tự nhiên một số tiền rất là lớn đấy với mình. Thì tôi nghĩ rằng đó là cái sự mong đợi mà nó vô vọng, nó thật sự nó phi lý. Cho nên chúng ta đừng có mơ tưởng điều đó, nhưng mà chúng ta phải làm sao để từ những con zero, từ cái cuộc đời mà dường như không ra chi đó, mà mình ra chi thì nó mới có ý nghĩa. Cho nên tôi thưa với quý vị rằng ở trong cuộc sống này, chúng ta hãy vươn lên, hãy sống, và hãy trước nhất là chúng ta phải biết rằng chúng ta có mặt ở trên trần gian đó là một điều tốt lành, và chúng ta có một cái sứ mạng. Chứ không phải là ngẫu nhiên mà chúng ta sinh ra, không ngẫu nhiên mà cha mẹ sinh mình ra. Như vậy thì dầu chúng ta được ra đời bởi một hoàn cảnh nào, chẳng hạn như mình thấy như trường hợp của một ông mục sư là Nick ở tại Úc đó, ông sinh ra và cuối cùng ông không có tay có chân. Đó là cái cuộc đời như vậy thì còn cái gì ý nghĩa, mình có tay có chân này mà không làm nên chuyện gì nữa, phải không? Nhưng mà ổng là từ một cái cuộc đời mà không tay không chân mà ổng lại đi nhiều hơn những người có chân nữa, ổng làm nhiều hơn những người có tay, và ổng đã có một cái ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều những cái người mà ở trong cái hoàn cảnh đầy đủ. Thế thì tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta ở đây đừng bao giờ chúng ta đổ thừa, hoặc chúng ta nói rằng là tôi có một cái xuất phát hoặc là một cái hoàn cảnh nó không có tốt lành. Nhưng cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta có quyết tâm để sống một cuộc sống có ý nghĩa không? Và chúng ta sẽ sống, là chúng ta sống như thế nào, bằng cách nào để mà mình có được cái cuộc đời ý nghĩa đó, thì chúng tôi sẽ tiếp tục mà trao đổi với nhau để mà tìm ra những cái hướng để chúng ta hướng cái cuộc đời của chúng ta. Xin kính mời một sư Linh. Dạ, cảm ơn Chúa cho loài người của chúng ta, thưa mục sư. Khi mà sống ở trong một cái mình nói là sự kềm kẹt, là sự nô lệ của tội lỗi đó, thì con người thật sự là ngoài những người mà có thể nói là ác, thì là họ đã, cái lòng đã ác, hay là cái ý nghĩ đã ác, hay là đã bị ma quỷ mình nói là chiếm hữu rồi đó, thì có thể nói là rất là khó cho họ quay trở lại trong cái con đường ngay lẽ phải, hay là hướng thiện. Nhưng mà đối với những người mà khi mà họ ở trong cái sự tột cùng của một cái chỗ mà thấp nhất ở trong xã hội, có thể bị đau khổ tột cùng, hay là bị ngay ở trong tù, rồi họ chuẩn bị chết, rồi bị người ta hành hung hay là đánh đập, hay là có những trường hợp mình có thể nói là trong những cái cuộc sống nó rất là harsh, tức là rất là phũ phàng, rất là cay nghiệt đối với họ, và họ đã cảm nhận những cái điều mà có thể nói khó khăn như vậy trong cuộc đời đó. Thì ngay cả những người mình nói là
lúc họ không biết Chúa đó thì họ sống gian ác, họ sống xấu xa và họ làm những người khác bị tổn thương và thiệt hại rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta cũng thấy lịch sử cho biết là những người khi mà họ quay trở lại, họ tìm thấy nơi Chúa Giê-xu chính là đấng cứu thế, Ngài là đấng có quyền thay đổi cuộc đời của họ đó, và họ bằng lòng họ cầu nguyện đến với Chúa. Nó không phải như là một cái lời tụng niệm, nhưng mà là một cái lời cầu nguyện rất là đơn sơ chân thành và giao phó cái cuộc đời của họ cho Chúa. Thì chúng ta đọc rất nhiều trong sách hay là sử sách thì thấy có những cuộc đời đã được thay đổi rất là nhiều, và họ được biến cải 100% để trở nên một cái con người mới. Và đúng như lời Kinh Thánh nói là những ai ở trong Chúa cứu thế Giê-xu đó thì người nấy được là người được dựng nên mới, mọi sự cũ qua đi và mọi sự trở nên mới. Cho nên Chúa Giáng sinh không phải chỉ là một cái nhân vật để rồi con người ta kỷ niệm mừng lễ Giáng sinh của Chúa, sinh nhật của Chúa. Ngay cả giờ nói sinh nhật của Chúa là dịp lễ Giáng sinh đó, nhưng mà bao nhiêu người biết đó là sinh nhật của Chúa Giê-xu và tôi cần phải có cái gì, cái mối liên hệ gì với Chúa, Ngài có liên quan gì đến tôi, tại sao tôi phải cần biết đến Ngài, hay là tại sao tôi phải lắng nghe những gì Ngài dạy dỗ, và Chúa sẽ làm gì cho cuộc đời của tôi. Thì những cái đó là những cái câu hỏi mà chúng ta cần phải hỏi chính mình ngày hôm nay và trong những ngày sắp tới khi chúng ta dự lễ Giáng sinh đó. Thì Chúa có liên quan gì đến cuộc đời của tôi? Nếu mà tôi khước từ Ngài, tôi không cần đếm xỉa, thì nghe thì biết là Chúa đến trần gian cứu người vậy đó, nhưng mà Chúa cứu ai đi, nhưng mà sao Chúa cứu được tôi, hay là tôi có liên hệ gì với Chúa? Nếu mà tôi khước từ Chúa thì sao? Đó, thì những cái câu hỏi này đó nó sẽ chúng ta cần phải hỏi, để rồi tại vì nếu mình không có câu trả lời đó thì chúng ta sẽ vẫn phải sống ở trong sự khắc khoải, chúng ta vẫn phải đối diện với những cái mặc cảm tội lỗi, những cái quyền lực của tội lỗi nó chi phối, nó chiếm ngự trong cuộc đời mình không thắng được, cho đến khi mình đầu phục Chúa, hay là mình nói là Chúa ơi xin Chúa giúp đỡ con, thì Chúa giúp đỡ. Có những người bạn mà chúng tôi biết đó là đã tự, tức là họ tự nói là đâu cần tới ông trời, hay là đâu cần đến một cái người nào hay là đấng nào khác, tức là tôi phải tự giúp tôi nè, tôi có tội thì tôi phải tự trả nè, kiếp này tôi trả không được thì là kiếp sau tôi trả, là ngàn kiếp nữa tôi trả, kiếp này tôi trả năm bảy thứ tôi bị chết chìm, tôi bị chặt tay, tôi bị này kia đó, là tôi trả luôn một lần 3-4 cái gì đó để rồi nó bớt lại. Nhưng mà rồi mình phạm tội là nói là cứ phạm tội hoài như vậy đó thì là nó chồng chất không thể nào trả nổi. Không thể nào đạt được cái tiêu chuẩn thánh khiết của Thiên Chúa đã đặt ra cho loài người của chúng ta là 100% thánh khiết thì mình mới được ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa, mình mới được ở trong nước thiên đàng của Chúa. Đó, cho nên nếu chúng ta ý thức được rằng là mình có tội tại vì Chúa đến để cứu con người ra khỏi tội, đó là cái việc chính của Ngài. Chúa là Đức Chúa Trời Emmanuel ở cùng chúng ta để hiểu, để thông cảm. Chúng ta có thể hiểu, mình có thể hiểu cái điều đó. Nhưng mà còn tha tội, có thể nhiều người nói ô tôi có thể tội tôi làm để tôi chịu chứ mắc mớ gì ai chịu giùm tôi đó, thì có những cái suy nghĩ như vậy, và chúng ta cần phải bình tâm suy nghĩ là tại sao nếu mà mình có thể tự tha tội mình, hay là mình thể tự tu tự sửa, mình có thể đóng góp tiền mình mua bùa xá tội, hay là mình đóng góp tiền mình để mình bố thí cho người này kia rồi mình được cái credit, mình được lên thiên đàng đó. Thì nếu làm được vậy thì những người giàu chắc có lẽ là họ giàu thiên đàng hết, và còn mình là những người nghèo, những người mà không có đủ tiền để mà mua cái này cái kia để mà mong sao được xóa tội thì chắc là mình là tiêu rồi. Đó, nhưng mà thiên đàng có thiệt, địa ngục có thiệt, và chúng ta ai nấy cũng sẽ chết. Và chết rồi thì chúng ta cũng phải ứng hầu, hay là phải đối diện với Thiên Chúa là Đức Chúa Trời, có thể nói là uy nghiêm, thánh khiết và dũng mãnh, đầy quyền năng như vậy đó. Mà chúng ta phải trả lời là tại sao con không tin ta, tại sao con muốn sống theo ý của con, hay là tại sao con chọn con đường riêng của con. Thì dĩ nhiên mỗi người có một cái câu trả lời riêng, một cái sự lựa chọn riêng, hay là sự tự do riêng đó. Nhưng mà chúng ta phải làm gì đối với cái con người gọi là Giê-xu mà cả nhân loại đang cử hành lễ Giáng sinh mà đón mừng cái sự kiện này nhỉ? Dạ, cảm ơn sư Linh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái cuộc đời có ý nghĩa đó là một cái cuộc đời mà chúng ta có ý nghĩa trước nhất là đối với chính mình.
Và thứ hai đó là chúng ta có ý nghĩa đối với cuộc đời này, đối với những người đồng thời của chúng ta. À, nếu nói rằng là một cuộc đời mà mình sống mà mình bản thân mình không có ý nghĩa gì cả, có nghĩa là mình không phải là mình, rồi cuối cùng mình cũng không biết mình đi về đâu, và mình cũng không giữ được đúng cái giá trị làm người của mình, hoặc là rồi đến cuối cùng mình cũng bị hủy diệt, như mục sư Linh đã chia sẻ đó. Tức là chúng ta không phải là cây cỏ, và chúng ta cũng không phải là, xin lỗi, là những cái loài động vật khác. Nó chết đi là hết, hoặc là nó chỉ là những cái thức ăn cho những cái con vật khác hoặc là cho con người. Không phải. Mà chính con người của chúng ta có một cái giá trị rất là cao cả. Và cái giá trị đó, Kinh Thánh nói rằng là Chúa dựng nên con người chúng ta giống như Thiên Chúa. Chúng ta có cái điểm giống, và điểm giống đó chính là chúng ta có cái phần tâm linh, và chúng ta có cái sự sống đời đời nếu mà chúng ta đi theo cái con đường của Thiên Chúa. Cho nên nếu mà nói rằng cuộc đời có nghĩa là có ý nghĩa trước nhất cho chính mình. Có rất nhiều người khi mà họ chết đi thì họ mới nhận ra là cuộc sống này thật là vô nghĩa. Có nghĩa là người ta sống nhưng mà mỏi mệt, đấu tranh, làm đủ mọi thứ. Thậm chí là có thể đổ mồ hôi, đổ máu mà. Nhưng mà cũng không được gì cả. Ngay cả những người mà đã leo lên ngai vàng rồi thì cũng không thấy nó có ý nghĩa gì, có một giá trị gì. Hoặc là những người giàu có, những người nổi tiếng, những người sang trọng, những người mà có thể nói rằng là nắm trong tay quyền lực ở một cái thời. Thì thưa với quý vị, rồi đến một giây phút nào đó mình cũng cảm thấy quyền lực nó rời khỏi mình. Tiền bạc mà mình nắm đó hai tay này mình cũng không giữ được. Đấy. Rồi cái ngai vàng mà mình ngồi đó cũng không ngồi mãi được. Có khi vì cái ngai vàng đó mà mình sẽ bị người khác oán ghét, và có thể người ta sẽ giết hại mình. Thế thì cuộc đời đến một lúc nào đó nếu mà chúng ta đi sai đó, thì chúng ta sẽ thấy nó chả có ý nghĩa gì cả. Giống như có nhiều người suốt cả cuộc đời làm cho nhiều tiền dành dụm để mà có nhiều tiền bạc. Đấy. Rồi đến một lúc nào đó họ cũng cảm thấy cái tiền bạc đó nó cũng chỉ đem lại cái sự phiền toái cho chính bản thân họ, và hoặc là nó dẫn họ vào một con đường tội lỗi, chứ cũng không có phải là nó làm cho người đó trở nên tốt hơn. Rồi có nhiều người đấu tranh để được quyền lực, có người người đấu tranh để mà có thể chiếm lĩnh không biết bao nhiêu những cái trận chiến họ có thể chiến thắng, nhưng mà rồi đến một trận chiến nào đó họ mới cảm thấy rằng họ cũng ngã quỵ, và họ cảm thấy cuộc sống hết nó vô nghĩa quá. Cho nên tôi muốn nói là trước nhất là chúng ta phải sống một cuộc đời mà đến lúc cuối cùng chúng ta phải thấy, ồ tuyệt vời, cuộc đời của mình đã sống đúng, có thật là có ý nghĩa. Có nghĩa là mình là một con người, mà là một con người đó thì nó khác với con vật thì mới là có ý nghĩa. Chứ còn nếu mà mình có nhiều người sống một cuộc sống mà nó bây giờ ok, thích gì là mình ăn, muốn có gì đẹp là mình mặc, rồi muốn cái gì là mình làm cái đó, thì cái đó nó cũng phải là ý nghĩa. Cái đó là, xin lỗi, là những cái cuộc sống mà nó nằm ở cái mức độ là ham thích của những, xin lỗi, là những cái con vật mà nó chỉ thích thì nó làm thôi. Ai con vật nào cũng thế hết. Nó thích thì nó ăn, thích thì nó đi chơi, và thích thì nó hưởng thụ. Nhưng mà cái hưởng thụ đó nó đâu có bao lâu đâu. Nếu con người chúng ta cũng sống trong cái triết lý đó, có nghĩa là gọi là cho liễu chán hoa chê, cho lăng lóc đá cho mê mẩn đời, thà là một phút huy hoàng chứ như một cái ngôi sao băng cho rồi, chứ còn sống một cách le lói như những cái ngôi sao bình thường thì không chịu. Thế thì nếu cuộc đời nó chỉ như vậy thôi thì tôi nghĩ rằng nó cũng chả có ý nghĩa gì cả. Đến rất là nhiều người, những người mà đến cuối cuộc đời họ mới nhận ra, họ mới có thể nói lên rằng là có ý nghĩa hay là không. Cho nên tôi thưa quý vị rằng là rõ ràng ở trong cuộc đời của chúng ta, nếu mà chúng ta không biết mình là ai, mình đi đâu, cái sứ mạng của mình là gì, và chúng ta không sống đúng, thì tôi thưa quý vị rằng giàu có nhiều người cũng vậy đó, là nghĩ rằng mình cha mình phải lo cho con cái, rồi bắt đầu mình sinh con đẻ cái, mình gây dựng con cái nó học hành lên, đứa nào cũng giàu có hết. Sau khi giàu có rồi, thời gian mình cảm thấy cái sự bạc đãi của nó đối với mình cảm thấy ủa rồi cũng không có gì cả. Đôi khi thì mình mỏi mệt như vậy, mình tưởng rằng nó biết ơn mình, nhưng mà cuối cùng nó cũng không biết ơn, và họ nói ôi vậy thì không có ý nghĩa gì cả. Quý vị thấy chưa? Vì vậy đó, cho nên tôi muốn thưa quý vị rằng chúng ta cần phải biết mình là con người, và điều rất quan trọng đó là mình phải thật sự để mà biết mình phải làm gì. Vì cuộc đời chúng ta là còn một sự chuyển tiếp, chứ không có nghĩa là cuộc đời này là tất cả, không có nghĩa là nơi này là nơi mà duy nhất mà chúng ta sống đâu, mà đây là một cái giai đoạn, một cái cuộc chuyển tiếp.
một cái trạm mà nơi đó chúng ta cũng sẽ được chuyển sang một cái lên tàu để đi một cái hành trình mới. Và người Việt Nam chúng ta cũng có cái ý niệm đó rất là rõ, rất giống Thánh Kinh, đó là qua đời. Chúng ta thường nói là con người qua đời, có nghĩa là qua khỏi đời này thôi chứ đâu phải là chấm dứt. Vì vậy đó, cho nên từ chỗ đó chúng ta cần phải hiểu rằng là chúng ta cần phải biết mình là ai. Mình có linh hồn, mình có xác, mình có hồn và mình có linh. Và như vậy thì chúng ta phải làm sao? Bởi vì cái phần linh đó là cái phần mà chúng ta giống như Thiên Chúa. Đó là cái phần mà chúng ta có thể sống đời đời. Mà chúng ta không hiểu được điều này thì chúng ta chỉ có lo phần xác không. Rất là nhiều người sống chỉ lo phần xác không thôi. Và sau khi mình lo phần xác rồi thì một ngày nào đó có sửa sắc đẹp mấy đi nữa, xin lỗi, thì một ngày nào đó nó cũng già, hết đẹp nữa, đúng không? Giờ bây giờ mình có tiền bạc nhiều đi nữa thì có tiền chừng nào đi nữa, rồi một ngày nào đó chúng ta cũng không có thể xài cái tiền đó nữa. Là bởi vì sao? Bây giờ có đồ ăn nhưng mà ăn không được, có giường mà ngủ không được, rồi có tất cả mọi thứ nhưng mà rồi không còn thưởng thức được nữa hết, vì mình bệnh tật và già nua và mình chết. Như vậy thì tất cả những cái điều đó để cho mình thấy rằng là mình phải hiểu mình là ai. Mình là con người và đây chỉ là một cái giai đoạn chuyển tiếp. Thì chúng ta không có nên đầu tư, không có nên bám víu vào cuộc đời này nếu chúng ta hiểu mình là ai, thấy không? Cho nên có nhiều người bây giờ tham lam, ích kỷ, giận hờn, đấu tranh, gian dối, rồi làm đủ mọi thứ mà có thể nói rằng là rõ ràng mình nhìn thấy họ đương ngập lặng ở trong một cái cuộc đời mà nó trong đó nó đầy những cái sự tối tăm, đầy những cái ý tưởng sai lầm. Trong khi đó đúng ra thì như Thánh Kinh nói đó, cuộc đời chúng ta như là một cái quan trọ mà thôi, mà chúng ta là lữ khách, chúng ta đi ngang qua cuộc đời này. Thế thì chúng ta nên giúp nhau, nên thương nhau, nên chia sẻ nhau, chứ không phải là để chúng ta tranh giành nhau vô trong quán trọ đó để mà giành chiếu, giành mền, giành chỗ để mà chỗ tốt để mà sống. Đấy, thì rất nhiều người đã sống một cái triết lý rất là sai lầm. Cho nên đó là một cuộc đời không, sẽ không có ý nghĩa, thưa quý vị. Tôi thưa quý vị đó, sẽ có một cuộc đời mà sau đó quý vị sẽ kết thúc là nói như Salomon nói đó, là hư không của sự hư không, thải thải đều hư không hết. Tiền bạc, địa vị, danh vọng, vui cười, sung sướng, những điều mà chúng ta cho đó là tốt lành, hạnh phúc, thì thưa quý vị, những điều đó nó sẽ còn là những con số không to tướng nếu mà chúng ta không hiểu được cái cuộc đời của mình. Cho nên vì vậy đó, tôi nghĩ rằng chúng ta phải biết mình là ai. Mình có một cái giá trị rất là cao cả, và đó chính là cái phần linh ở trong mình, cái phần spirit nó ở bên trong con người mình. Và cái phần đó là Thiên Chúa hứa hẹn với chúng ta rằng chúng ta có thể sống như Thiên Chúa, sống đời đời, sống mãi mãi. Quý vị thấy chưa? Và Ngài đặt chúng ta ở trong trần gian này, Kinh Thánh gọi đây là chỉ cái nhà tạm mà thôi. Cái nhà tạm này nó bỏ đi chứ không có thể nào mà cái nhà tạm mà mình sửa nó hoài, chỉ làm cái tre cây nứa gì đó, đại khái gì đó, che 5-7 ngày mà chúng ta lại cố gắng để mà sửa vá víu nó. Và từ cái chỗ đó quý vị thấy rằng chính vì chúng ta làm việc đó chúng ta rất là khổ. Có nhiều người đi sửa soạn rồi chuẩn bị rồi làm đủ mọi thứ để nghĩ rằng mình có thể sống mãi trên trần gian này. Không đâu, chắc chắn là họ sẽ thất vọng. Cho nên á, nếu chúng ta hiểu được thì chúng ta mới có thể gọi là có ý nghĩa với chính bản thân mình. Có nghĩa là đến cuối cùng chúng ta phải có một cái câu hỏi để trả lời cái câu hỏi đó là chúng ta còn đi tiếp được không? Hay là đến đây là chúng ta dừng? Và nếu mà chúng ta đó rồi, tôi đã chuẩn bị và tôi sẽ đi tiếp, sẽ đi tiếp bước vào trong một cái bước trong của vĩnh cửu. Nói như một triết gia nói, con người là một con vật có hai chân đó. Một chân thì chúng ta đứng ở trong cái cõi hữu hạn, nhưng mà một chân thì chúng ta đứng ở trong cõi vô hạn, và chúng ta sẽ có thể bước qua cái cõi vô hạn tùy nơi chúng ta. Còn có nhiều khi có những người không muốn và chỉ bước ở một chân thôi. Cho nên chúng ta phải có ý nghĩa đối với chính bản thân mình. Rồi khi mà chúng ta đã có ý nghĩa với bản thân mình rồi thì chúng ta mới có thể, cái cuộc đời đó nó mới có ý nghĩa với trần gian này. Nó mới trở thành ánh sáng, nó mới trở thành cái hướng đi, nó trở thành giống như chúng ta lấy một cái ngón tay chúng ta chỉ đường đó, mà chỉ sai là chết rồi. Thấy không? Mình phải sáng lên mới chỉ người ta chứ. Mình chỉ ngón tay, tôi chỉ mặt trăng, nhưng mà người ta không đi tới mặt trăng đâu, người ta đi sai mất là nguy hiểm rồi. Cho nên từ cái chỗ đó là chính bản thân mình phải sáng. Chính bản thân mình đó, mình phải có một giá trị đã, rồi thì mình mới chỉ đường đó. Rồi thì bắt đầu những cái ý nghĩa, những điều mà mình sống nó trở thành một cái gương mẫu, cũng như những cái lời mình nói, cũng như tất cả những cái gì mà mình, những triết lý mình đưa ra đó, thì nó sẽ giúp cho đời, khiến cho đời họ nhờ đó mà họ sẽ sáng lên, mà họ nhận ra cái lối nào là nguy hiểm nên tránh và cái con đường nào nên đầu tư. Còn bằng không thì rất nhiều người, thưa quý vị, chỉ làm cho người ta càng gọi là hiểu lầm mà thôi. Rất nhiều cuộc đời mà có thể là chúng ta nhìn vô chúng ta không hiểu gì cả.
Chúng ta không hiểu là cái cuộc sống nó như thế nào cả. Cũng như có nhiều người nói mình đừng hút thuốc để mà mình có thể sống lâu, nhưng mà có người tư vấn ông đó ông hút thuốc mà ông sống 80-90 tuổi, còn cái ông mà không hút thuốc này ông sống có 40-50 tuổi thôi. Và tới đó bắt đầu chúng ta lúng túng, không biết có nên hút thuốc là hay là không nên hút thuốc đấy. Cho nên từ cái chỗ đó đó, quý vị thấy cuộc đời nó giống như vậy đó. Rất là nhiều người mà giờ mà chúng ta nhìn vào chúng ta không biết cái gì là trúng, cái nào sai hết. Cho nên mong rằng chúng ta sẽ có ý nghĩa đối với chính bản thân mình đã. Chúng ta phải là người sáng đã, chúng ta phải là người rõ ràng xác định cái con đường mình đi đã. Và tôi tin rằng với cách sống như vậy thì chúng ta mới có thể trở thành ý nghĩa với người khác. Và đó là lý do mà tại sao Chúa Giêsu trở thành một cuộc đời có ý nghĩa. Ngài bước vào trần gian này và Ngài biết Ngài phải là gì. Bởi vì chính Ngài là sự sáng, và tất cả những cái lời rao giảng của Ngài cũng như cả những hành vi, những cái cuộc đời của Ngài và cả những cái hy sinh của Ngài, mọi việc Ngài làm hầu như có một cái sứ mạng, có một cái thông điệp rất là rõ ràng, và nó giúp cho rất nhiều cái cuộc đời được thay đổi. Rất nhiều người từ đau khổ đến hạnh phúc, rất nhiều người bệnh tật được chữa lành, rất nhiều người ở trong những cái hoàn cảnh mà chúng ta tưởng rằng họ đi vào cái chỗ chết thì bây giờ họ bắt đầu họ sống dậy và họ sống một cách rất là gọi là hiệu quả. Cho nên từ cái chỗ đó đó, tôi thưa với quý vị, bây giờ có rất nhiều cuộc đời tôi thấy có nhiều người xì ke ma túy. Rõ ràng là cuộc đời họ không ý nghĩa rồi đấy. Quý vị thấy chưa? Nhưng mà tại sao mà sau một thời gian bây giờ những người đó họ đứng lên và tôi nghe họ ý nghĩa quá đi. Có nghĩa là những lời mà họ nói đó nó vô cùng giá trị, là bởi vì sao? Họ đã chiến thắng. À, sau khi họ đến với Chúa và họ được cái sự chữa lành của Chúa, họ không còn xì ke ma túy nữa. Họ không còn là một cái tên giống như điên ngoài đường ăn trộm ăn cắp. À, một cái tên mà có thể nói là không có ai mà có ra chi cả. Thì bây giờ họ có thể họ cũng bận đồ như chúng tôi ở đây này, đứng lên rồi họ nói, họ giảng. Và những cái lời của họ tôi nghĩ rằng nó lại càng giá trị nữa. Và tôi nhìn những cuộc đời đó, tôi đưa ra những cái điển hình đó đi, quý vị thấy rằng là cuộc đời của chúng ta đó, là nếu chúng ta là muốn sống một cách có ý nghĩa thì chúng ta phải chọn lựa cái vị cố vấn của chúng ta. À, giống như nếu mà có một cái sự hướng dẫn nào đó mà đúng thì mới đưa chúng ta đi con đường đúng. Còn nếu mà quý vị chọn đúng gặp một con đường sai thì tôi thưa quý vị, suốt cuộc đời chúng ta rồi đến lúc chúng ta chỉ sự gọi là sáng mắt ra ở cái lúc mà chúng ta cận tử rồi, thì khi đó đã muộn lắm rồi. Cho nên á, chỉ có cuộc đời ở trong Chúa. Tôi thưa với quý vị như thế, tôi khẳng định như vậy đó. À, bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta không có ánh sáng thật thì chúng ta đi vào, chúng ta có nỗ lực, có rất nhiều người có những cái ý tưởng rất là tốt. Phải nói như thế, họ sống và họ chân thật và họ tốt và họ có thể nói rằng có tâm để mà suốt cả cuộc đời của họ để mà họ sống. Nhưng mà đến một cuối cùng, một lúc nào đó thì họ mới nhận ra là cái con đường họ đi đến lúc đó là ngõ cụt mất. Giống như bây giờ mình đi mãi nhưng mà cuối cùng mình đi lạc. À, càng chỉ tốn xăng rồi giàu cho cố gắng, giàu cho nỗ lực, giàu cho mỏi chân, giàu cho chúng ta có thể nói rằng chăm chú đi nữa thì thưa quý vị cũng chỉ là vô ích vô công thôi. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta gọi là cần một cái người dẫn đường, cần một cái người gọi là cố vấn cho chúng ta trong cuộc đời này nó vô cùng quan trọng. Và theo chúng tôi thì thưa quý vị rằng không có ai mà có một cái sự cố vấn đủ để cho chúng ta có thể tin tưởng và có thể ký thác cả cuộc đời của chúng ta ngoài ra Thiên Chúa. Trước kia thì ông Phaolô ông cũng không có bao giờ tin như vậy. Tôi nói rằng khi chúng tôi nói điều này thì tôi tin có nhiều người cũng không bao giờ gọi là đồng ý. Nói rằng không có đâu nhá. Và ông Phaolô cũng vậy, ông cũng chống cái điều này nữa, và ông cũng nghĩ rằng là không bao giờ có. Ông có thể tự tạo một cái cuộc đời riêng cho ông và ông đi theo cái ý riêng của ông. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì ông mới thấy được rõ ràng là ông gặp được Chúa rồi, ông mới thấy rằng rõ ràng là những cái điều mà trước kia ông đầu tư thì rõ ràng như là uổng phí rồi đó. Là lỗ hết. Cũng bây giờ thì bắt đầu cuộc sống của ông mới lời, cuộc sống của ông bây giờ mới đi đúng hướng. Cho nên từ đó thì Thánh Phaolô đã sống một cuộc sống mà tôi đọc cuộc đời của ông tôi thấy thật là tuyệt vời. Một con người tuyệt vời, phải nói như thế. Một cuộc sống rất có ý nghĩa, một cuộc sống mà thay đổi cả thế giới này. Và ngày hôm nay quý vị nghe nói tới Phaolô là quý vị, nếu quý vị nào mà biết Thánh Kinh đó, tôi mời quý vị đọc, quý vị sẽ thấy rằng là rất nhiều trong 27 sách của Tân Ước thì Thánh Phaolô đã chiếm 2/3 rồi ha, cái số sách đó rồi. Và có thể nói rằng thằng học của Tân Ước là thằng học mà Thánh Phaolô. Rồi có thể nói rằng mở hội thánh thì ông là một người mở rất nhiều những cái hội thánh và có một ảnh hưởng rất là lớn. Ông từ cuộc đời của một con người sai lầm, quý vị, một con người gọi là gian ác đó, ông nói đó, ông ngu dại,
À, ông đi ra ông giết, ông cổ xí cuộc sống là chống đạo và giết người. Ông cổ xí một cuộc sống mà có thể nói rằng là chỉ cuồng đi theo những cái phái ở trên trần gian này. Nhưng mà đến một lúc nào ông đã gặp Chúa rồi thì cuộc đời của ông thật là tuyệt vời. Và tôi nếu mà quý vị nào mà chưa đọc thì mong rằng tôi mời quý vị hãy đọc cuộc đời của Phao-lô. Quý vị thấy một cuộc đời thật là ý nghĩa, thật là tuyệt vời. Chứ không phải là chỉ có Chúa Giê-xu như một cái điển hình mà nêu lên đâu. Và không phải chỉ có Phao-lô, nếu quý vị đọc tiếp rất nhiều, rất nhiều những cuộc đời như vậy ha? Cuộc đời của Joseph, cuộc đời của các thánh mà ở trong thánh kinh, rồi cuộc đời của những con người hiện tại đương sống, mà họ đương sống như, hoặc là quý vị có thể về những cái trại trung tâm mà Sike đó thì quý vị cũng thấy những cái cuộc đời đó, cuộc đời mà từ những cái chỗ mà cái vũng buồn lầy, từ cái chỗ mà không còn cái đáy của xã hội nào đó, họ không còn gì nữa để mà sống đó, nhưng bây giờ họ trở thành những cuộc sống rất rất là có ý nghĩa. Cho nên chúng tôi mong rằng là quý vị hãy suy nghĩ đến điều này và đừng có buồn nếu mà mình ở trong cái hoàn cảnh nghèo, thiếu, khó khăn, hoặc là mình bị ai đó đối xử bạc đãi giống như là trường hợp của Phao-lô cũng bị, Chúa Giê-xu cũng bị. Nhưng mà những người đó đã gọi là như một cái chồi, như một cái rễ ra từ đất khô, Thánh Kinh nói rồi. Ngài sinh ra như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô vậy đó. Nhưng mà trong cái vùng đất khô đó thì Ngài vẫn đâm chồi, vẫn nảy lọc, vẫn ra trái, vẫn ra hoa. Thế thì đó là một cái điều tuyệt vời. Cho nên đừng có nghĩ rằng là mình nghèo, hoặc là mình là dân tộc Việt Nam, hoặc là mình trong một cái hoàn cảnh nào đó không có quyền thế gì. Hãy vươn lên quý vị, hãy nhờ cậy vào Thiên Chúa, hãy bám vào Ngài, và chính Ngài sẽ là sức mạnh, chính Ngài sẽ là đấng mà thay đổi cái cuộc đời của chúng ta, để biến cái cuộc đời gọi là không có là chi cả đó, chúng ta sẽ trở thành những cuộc đời rất rất là có ý nghĩa. Và tôi xin thưa quý vị rằng chúng tôi cũng trải nghiệm điều đó, bản thân cuộc đời của tôi cũng vậy, có một cái xuất xứ và trong cái cuộc sống mà tôi cũng nghĩ rằng là không có cái gì cả, nhưng mà Thiên Chúa đã thương xót và Ngài đã ban phước. Và không phải là một mình tôi mà cả trong gia đình, từ một cái gia đình chúng tôi là không là chi cả, nhưng mà cuối cùng thì Đức Chúa Trời đã ban phước cho cả gia đình. Thì tôi nhìn thấy tất cả những cái điều đó. Và tôi thưa với quý vị rằng là hãy trong cái dịp Giáng sinh này thì chúng tôi muốn chia sẻ điều này. Và chúng tôi mong rằng câu chuyện của Chúa Giê-xu không phải chỉ là câu chuyện của lễ Giáng sinh, mà nó sẽ ảnh hưởng và nó chi phối cuộc đời của tất cả mọi chúng ta. Và trong cái dịp Giáng sinh, tôi cũng mời quý vị hãy đến với các nhà thờ để mà nghe thử câu chuyện Giáng sinh, để mà chúng ta tìm hiểu về Chúa Giê-xu, để tìm hiểu về cái nguyên nhân nào mà cuộc đời của Ngài thay đổi. Và chúng tôi cũng mời là quý vị nếu mà ở trong vùng Houston thì cũng đến với hội thánh chúng tôi, hội thánh Tình Thương, vào Chủ nhật đến đây là đúng ngày 24, chúng tôi cũng sẽ có cái chương trình lễ Giáng sinh, và mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh và tôi thì có mặt ở tại đó. Và chúng tôi ngoài những cái bài thánh ca, ngoài những cái chương trình nó mô tả về Giáng sinh, thì chúng tôi cũng sẽ có một cái bài giảng và nói rất nhiều về một cái cuộc đời mà mình đến với Chúa mình sẽ được những cái gì, mình sẽ nhận được cái điều gì thật sự. Và mong rằng là tất cả quý vị nếu có cơ hội, chúng tôi kính mời quý vị đến. Và quý vị, mục sư Linh sẽ tiếp tục và chia sẻ. Tôi nói trước cái số điện thoại để quý vị có thể, nếu quý vị muốn liên lạc với chúng tôi để biết được địa chỉ và biết được cái thời giờ, là số điện thoại của tôi là 832-670-2257. Thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi 832-670-2257. Thì quý vị có thể gặp mục sư Nguyễn Quốc Linh và tôi. Thì xin kính mời mục sư Linh sẽ tiếp tục để mà chia sẻ về cái cuộc đời ý nghĩa. Và chúng ta sẽ kết thúc cái chương trình hôm nay là còn 6 phút nữa, tức là chúng ta 5:20 chúng ta sẽ kết thúc. Dạ. Kính mời mục sư Linh. Dạ, thưa mục sư và quý khán giả, ngay trong hiện tại, ngay trong lúc này đó, thì nếu quý vị có những cái trăn trở, hay là có những cái khắc khoải, lo âu, hay là những cái sợ hãi mà mình phải đối diện trong những ngày qua, và đặc biệt là nếu quý vị có một cái gánh nặng, mình tạm gọi là một cái gánh nặng tội lỗi, mà Kinh Thánh đã nói đến là con người là bất toàn đó, tức là mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên đây là điều mà Chúa khẳng định về loài người của chúng ta, tức là ai cũng là người có tội hết, ai không có miễn trừ người nào hết, tức là ai cũng có tội, và vì có tội đó chúng ta đều phải sẽ phải chết, vì cái đó là cái hình phạt của tội lỗi là như vậy. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời ở trong Chúa của thế Giê-xu. Cho nên đó là cái con đường mà Chúa, Đức Chúa Trời đã mở ra cho loài người của chúng ta, để rồi khi chúng ta
nhận biết rằng mình đang ở trong cái tình trạng tuyệt vọng đó, thì khi chúng ta chạy đến với Chúa Giêsu và nói rằng: Chúa ơi, xin Chúa cứu con, xin Chúa tha tội cho con, xin Chúa cất bỏ đi tất cả những cái gánh nặng tội lỗi ở trong con. Và những ngày qua mình cố gắng gột rửa, đã nói là mình phạm tội với Chúa rồi thì không thể nào mình nói là lấy xà bông, lấy xà phòng mà mình tắm rửa vậy là sạch, hay là mình cố gắng mình thay đổi cuộc đời mình kể từ ngày hôm nay. Nhưng mà những tội lỗi mình đã phạm từ trước tới giờ, mấy chục năm qua hay là 70-80 năm qua, đã phạm biết bao nhiêu tội rồi, thì bây giờ ngay cả nó ngày hôm nay mình ngưng, mình không phạm tội nữa đó, thì những tội mình đã phạm trong quá khứ thì ai tha tội đó, và làm sao để tha tội thì chỉ có việc mà mình tin, mình đặt nơi cái niềm tin nơi Chúa cứu thế Giêsu và nói rằng: Chúa, xin Chúa tha tội cho con ăn năn tất cả tội lỗi của con đã phạm với Ngài, xin Chúa tha tội cho con. Và Chúa hứa Chúa sẽ tha tội, Chúa sẽ làm cho tội lỗi của mình trở nên trong trắng, Chúa xóa sạch tất cả những cái ô dơ đó, và Ngài kể ra như là chúng ta chưa bao giờ phạm tội ở trong Chúa cứu thế Giêsu. Chúa, tại vì Chúa đã trả xong cái gánh nặng tội lỗi đó cho mình rồi, bằng sự chết của Ngài, bằng huyết của Chúa đổ ra trên thập tự giá đó, thì huyết của Chúa có thẩm quyền tha thứ tội. Mà Kinh Thánh đã nói là nếu không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội. Và Chúa Giêsu là chiên con trời, là con trời và là Đức Chúa Trời đó, thì Chúa có thẩm quyền, cái giá trị, cái mạng sống của Ngài có thể nói là cao quý hơn hết tất cả nhân loại, và Ngài sẵn sàng tha thứ nếu chúng ta ăn năn chạy đến với Ngài và xin Chúa tha tội cho con. Nên Chúa sẽ làm điều đó cho quý vị, và đêm nay hay là trong ngày lễ Giáng sinh này, quý vị sẽ có một cái cuộc đời mới, một tâm hồn mới, một tấm lòng mới, và tâm trí mình được đổi mới bởi lời của Chúa đó, thì chúng ta trở nên một tạo vật mới ở trong Ngài, mà mình có thể sống vui thỏa, sống bình an ở trong Ngài. Và sự bình an đó là sự bình an thật, không phải như thế gian cho. Cho nên quý vị có thể tin chắc vào lời của Chúa, là lời Chúa hứa, là chúng ta hãy làm việc đó, tức là đến với Chúa và nói với Chúa: Chúa ơi, xin Chúa bước vào trong cuộc đời của con, tha thứ tội cho con ngay giờ này. Và Chúa sẽ làm điều đó, Chúa nhận quý vị làm con cái của Ngài, và chúng ta trở nên con của Đức Chúa Trời, và Ngài là Cha, là Abba của chúng ta. Dạ, yeah. Thưa quý vị, thì ở trong cuộc sống của mỗi chúng ta đó, thì phải nói rằng là mỗi người chúng ta chỉ có được sống có một lần thôi, không có lần thứ hai đâu. Có nhiều người nói rằng là mình sẽ có nhiều cơ hội để mà quay trở lại trần gian này nữa. Không, chúng ta là như một học giả nói đó, cuộc đời mình như một đồng tiền quý mà chúng ta chỉ xài có một lần thôi. Thế thì chúng ta cũng cần phải biết rằng những cái ngày tháng mà chúng ta đương sống này nó vô cùng quan trọng. Và những gì mà chúng ta đương sở hữu này đó, nó cũng có một cái ý nghĩa ngoài đó. Ngoài ra là cái sự gọi là Thiên Chúa ban cho để tưởng thưởng cho chúng ta, thì cũng có một sứ mạng. Nếu chúng ta có tiền bạc thì tiền bạc đó là để giúp đỡ cho những người nghèo. Nếu chúng ta có sức khỏe thì sức khỏe của một người mạnh là để giúp cho người yếu. Nếu chúng ta có cái tài trí thì cái sự khôn ngoan thông sáng của chúng ta để giúp cho những cái người mà là kém cỏi hơn. Cho nên chúng ta có một cái sứ mạng, và hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa. Và để sống như vậy khó lắm. Tôi tưởng rằng hầu hết mọi người đều sống vì cái lòng tham lam và ích kỷ, đều sống một cuộc sống mà quý vị thấy là người ta gọi là tranh giành với nhau để mà sống, gọi là chà đạp với nhau để mà sống, chứ cũng không có sống vì sự yêu thương, sự san sẻ, vì đạo lý là người ta chỉ nói thế thôi, chứ còn đi vào thực tế thì quý vị sẽ thấy nó không phải như vậy. Như vậy thì điều gì để có thể giúp cho chúng ta, ai có thể giúp cho chúng ta? Có một số những người mà quý vị thấy họ sống một cuộc sống mà chẳng hạn như nhặt tiền của người khác rồi trả lại, hoặc là họ sống mà họ yêu thương, họ giúp đỡ mọi người, họ sống mà nói những gì họ nói đó là chân thật, thì đó là những người có cái niềm tin, đó là những người mà có Thiên Chúa ở trong họ. Còn nếu không thì tôi thưa quý vị rằng là người ta không bao giờ có thể sống một cuộc sống như vậy cả. Cho nên tôi thấy rằng cái bí quyết để mình sống một cuộc sống có ý nghĩa đó chính là mình phải có được một cái hướng dẫn, một cái đúng đắn từ nơi Thiên Chúa. Và ngoài sự hướng dẫn đó ra, mình lại có được cái sức lực của Ngài, chứ không phải là tự sức của mình. Ai trong chúng ta cũng muốn cuộc sống có ý nghĩa hết, không ai là không muốn hết. Nhưng mà thưa quý vị, lực bất tòng tâm, chúng ta không làm được. Có nhiều người muốn sau này, có nhiều đứa bé nó lớn lên, con lớn lên con sẽ làm để con giúp đời, con sẽ giúp mọi người. Nhưng mà thật sự nói thế thôi, còn giúp được hay không đó là một việc khác.
Cho nên chúng tôi mong rằng là mong cái cơ hội của lễ Giáng sinh này, chúng tôi mời gọi quý vị hãy đến với Chúa để có một cuộc sống ý nghĩa. Và thưa quý vị, thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Cho nên chúng tôi xin nói lời chia tay với quý vị và kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh thật là có ý nghĩa, và đặc biệt là cuộc đời của quý vị sẽ là những cuộc đời có ý nghĩa. Chúng tôi kính chúc quý vị và đến cuối cùng quý vị có thể nói rằng tuyệt vời, tôi đã chấm dứt cuộc sống một cách thật là có ý nghĩa. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin cảm ơn mục sư Linh và cảm ơn tất cả quý vị thính giả.